Phượng Dung, SBTN Bắc Cali xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay thứ Hai, ngày 17 tháng 3 năm 2008. Trong buổi phát hình này, như thường lệ, mời quý vị cùng đọc báo Vẹm với Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi. Bây giờ, Phượng Dung xin mời quý vị bắt đầu theo dõi. Nguyên Khôi xin kính chào quý vị. Cùng với Hoàng Tuấn, chúng tôi xin trở lại cùng quý vị qua chương trình đọc báo Vẹm tuần này. Hoàng Tuấn xin chào Nguyên Khôi và xin chào tái ngộ tất cả quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu chương trình đọc báo Vẹm tuần này với một bài báo công an. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 3 năm 2008 trong mục thời sự có bài như sau. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng các quyền tự do dân chủ của công dân. Một lời tuyên ngôn rất là chững chạc và mạnh dạn, thưa quý vị. Cái câu này nghe hơi quen. Hơi quen hả? Quen. 10 năm trước anh nghe nó cũng giống giống phải không ạ? 20 năm trước cũng vậy. Mà 10 năm sau anh nghe nó còn giống hơn nữa. Ừ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng một lần nữa khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam đối với báo cáo về tình hình nhân quyền tại một số nước trên thế giới năm 2007 được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 11 tháng 3 2008. Trong đó có đề cập đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Ông Dũng nói, đáng tiếc là báo cáo nhân quyền năm 2007 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn đưa ra những nhận xét thiếu khách quan dựa trên những thông tin định kiến sai sự thật về tình hình thực tế ở Việt Nam. Cái điều quan trọng ở đây thưa quý vị là khi mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố những cái bản phúc trình này, trước hết là họ có những cái con số, những cái chứng liệu, những cái tên tuổi của những con người trong đó rất là cụ thể. Ông Lê Dũng thì nhanh Hoàng Tuấn vừa có nhận xét. Cái lời tuyên bố của ông cũng giống 20 năm về trước của phát ngôn viên Việt Nam và cũng giống 10 năm về trước. Và Nguyên Khôi thì nghĩ rằng 10 năm về sau nó cũng giống y chang như vậy mà thôi. Chỉ có một câu khẳng định là luôn tôn trọng các quyền tự do dân chủ của công dân và phản đối cái bản báo cáo đó. Tôi không đồng ý với anh là 10 năm về sau. Sao vậy? Anh bữa anh tính sống thêm 10 năm nữa à? Tôi không đồng ý chuyện đó. Anh phản đối họ cả. Anh giống anh Lê Dũng lúc nào phản đối cả. Vâng, thưa quý vị, cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là trong cái bản báo cáo người ta như vậy. Người ta, mình muốn chứng minh là người ta nói sai, nói không đúng sự thật về mình. Thế cái điều căn bản là mình phải đưa ra những cái bằng chứng cụ thể để nói rằng người ta nói sai. Sai ở chỗ nào? Tại sao sai? Không đúng ở chỗ nào? Vu cáo ở chỗ nào? Thiếu khách quan ở chỗ nào? Định kiến ở chỗ nào? Hoàn toàn không nói gì cả. Chỉ nói chung chung vậy mà thôi. Tại vì nếu mà nói chi tiết ra đó thì làm sao mà nói được? Sao vậy? Và cái cách nói chung chung là cái cách nói rất quen thuộc của cán bộ đảng và nhà nước. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Bởi vì người ta chỉ thích nói chung chung thôi. Vì nói cụ thể ra thì là không thể nào mà dẫn chứng được. Trong khi người Mỹ thì người ta rất là thực tế. Cái gì cũng phải có con số. Thì anh còn lại gì cái cách nói đó là tuyệt đại đa số là những người Việt sống tại hải ngoại luôn luôn hướng về đất nước là núm ruột ngàn dặm đại khái như vậy thì cái chuyện đó nó chung chung, mặc dù anh không có phải là nằm trong cái con số mà nhà nước nhắc tới nhưng mà rồi nhà nước cứ vờ đại một thì bây giờ thì có một tí này nó tươi mát tí này này cũng của công an nhé. Anh có phải hẳn trọng công an nhân dân thoát y gây sức ép với công an. Đấy, anh đi chưa? Sau khi bị bắt, bà Hồ Thị Loan chửi bới lăng mạ các cán bộ đang làm nhiệm vụ, cởi bỏ quần áo và la hét ngay giữa công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tới đây thì tôi xin có một cái câu hát để mà minh họa cho cái bài báo này, bởi vì tôi nghe cái vụ mà công an làm việc như thế này mà ở Hà Tĩnh thì tôi lại nhớ cái bài hát mà đi mô rồi cũng muốn về Hà Tĩnh. Nhớ về cái này muốn về. Vì hành vi thoát y ngay tại cơ quan công quyền, quá trình điều tra cho thấy bà Loan không có biểu hiện bệnh lý tâm thần. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này cũng thừa nhận ý thức được hành vi và chủ động rút bỏ quần áo để gây khó dễ cho cán bộ làm nhiệm vụ. Thượng tá Trần Mạnh Hùng, trưởng công an huyện Hương Sơn cho biết đang khẩn trương để làm rõ vụ việc. Tức là thoát y nhưng mà chưa có rõ. Nên bây giờ thượng tá phải khẩn trương làm cái thứ nào hả? Xin lỗi, cho tôi cười cái đã. Đức là đang khẩn trương làm cho nó rõ sự việc hơn nữa. Ông này thì ông thích rõ ràng. Mà sự việc này là xảy ra ngay cái ngày phụ nữ là ngày 8 tháng 3. Khi đội cảnh sát kinh tế công an huyện phát hiện ô tô khách
do Nguyễn Anh Dũng điều khiển vận chuyển 50 tấm gỗ sẻ, 290 két nước giải khát do Thái Lan sản xuất. Toàn bộ số gỗ và nước giải khát đều không có giấy tờ hợp pháp. Thưa quý vị, bài báo còn một phần nữa mà trong này thì chỉ nhắc tới cái chuyện là điểm chính á, là cái bà này là bà làm sức ép đối với công an. Và năm 2007 này bà Loan đã bị công an xử lý hành chính nhiều lần về tội trốn thuế buôn lậu. Bà đã dùng chiêu bài bế con nhỏ đến ăn vạ, nếu không được thì cởi bỏ quần áo, la hét nơi công sở. Bà, cái bài báo này có hình minh họa không anh? Không anh. Thưa quý vị, bài báo vừa rồi thì Hoàng Tuấn bảo nó có vẻ tươi mát một chút, thì bây giờ chúng ta đang một cái chỗ rất là tươi mát, Vũng Tàu. À. Báo Bà Rịa Vũng Tàu, thưa quý vị. Báo Bà Rịa Vũng Tàu ngày thứ Bảy 15 tháng 3 2008 có bài viết là thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2008. Trọng tâm là thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Sáng 14 tháng 3, tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động chủ trì hội nghị. Bài báo còn dài, nhưng thưa quý vị, lại cũng Bác Hồ, lại cũng Hồ Chí Minh, lại cũng gương cao cả, gương sáng liêm khiết, thanh liêm, vân 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 vân. Cái điều quan trọng ở đây chúng tôi muốn trình bày và muốn chia sẻ với quý vị là học theo gương Bác Hồ đấy, thì hai mươi mấy năm về trước á, sau 75 mà tôi còn ở trong nước trước khi tôi vượt biên ấy, thì anh Hoàng Tuấn là cũng đã bắt cả nước phải theo học theo gương Bác Hồ, phải không ạ? Hoàng Tuấn cũng nhớ điều đó, và chúng tôi được biết là trước năm 75 đó, ở miền Bắc đó thì luôn luôn lúc nào cũng học tập theo gương Bác Hồ. Thế thì cộng mấy mươi năm ở miền Bắc, rồi 32-33 năm ở miền Nam, vẫn còn học theo gương Bác Hồ. Tức là học hoài mà không thuộc bài. Không thuộc bài. Mà tham nhũng thì vẫn tiếp tục tham nhũng. Mà càng ngày càng trở thành một cái tệ nạn kinh hoàng hơn. Và một quốc nạn như mọi người đều nói. Rồi cái lãng phí được quan liêu cũng vậy mà thôi. Cho nên bây giờ bệnh thì phải chữa tận gốc. Như vậy là tôi nghĩ là cái gương Bác Hồ, một là nó lu anh ạ, nó không có sáng, người học theo nó không có tốt anh ạ. Gương này gương nó bị bể. Nhưng nói về chuyện tham nhũng thì tôi có cái chuyện này. À, cũng là cái thằng bé đó nữa. Cái thằng bé mà nó hay thắc mắc, bỏ, hay thắc mắc, tại vì trẻ con mà, nó cũng hay thắc mắc. Hôm nó hỏi đó chứ, nó là con của thủ trưởng mà, con cán bộ lớn. Nói, mẹ ơi, sao con thấy báo chí cứ bảo là chống tham nhũng á, rồi gần đây bảo là ai mà bán tin tham nhũng thì được trả cho 10 triệu. Thế tham nhũng là cái gì mà ghê thế mẹ? À thì tham nhũng là lấy của công mà làm của tư, lấy của chung mà làm của riêng đấy, như thế là tham nhũng đấy. Thế nhà ta cũng tham nhũng thôi mẹ. Sao con lại nói thế? Thế con thấy đất của cơ quan ấy thì nhà ta bố mẹ lấy xây cửa hàng buôn bán đấy, là thế là chúng ta tham nhũng à? Không, cái đấy không phải là tham nhũng, cái đấy là tư hữu hóa đấy, vì cái của công để nó lãng phí đi, không có làm gì có lợi, cho nên bây giờ nhà ta mới lấy thế làm ăn nó có lãi, cái đấy gọi là tư hữu hóa, không phải là tham nhũng. Con phải phân biệt rõ ràng nhá. Thế thằng bé nó cũng vâng con hiểu rồi. Thế khoảng đâu 3-4 ngày sau, mẹ ơi, cái cô thư ký ở cơ quan của bố đấy bị tư hữu hóa rồi. Con nói thế là thế nào? Hôm qua mẹ đi vắng ngay, bố đưa cô ấy về nhà, mà bố không biết có con ở nhà, thế thì bố đưa vào làm việc riêng cho bố, gì trong phòng ấy, mà con nghe bố lại nói như thế này chứ. Ôi giời ơi, thế này mà bấy lâu nay lại không biết đến, quả là lãng phí quá. Thế là cô thư ký bị tư hữu hóa rồi đấy. Thư ký là làm việc cho cơ quan nhà nước thôi, mà bố mang về nhà bố còn nói là lâu nay như thế thì lãng phí. Thế còn hiểu cái điều mẹ dạy rồi. Mẹ nói sao? Lúc đó thì mẹ thật ra. Cái này là mẹ, lúc đó mẹ nghĩ là ôi giời ơi, gia đình ta có sự cố rồi con ạ. Cười. Nhưng mà bài kế tiếp, bài báo mà chúng tôi muốn đọc cho quý vị nghe là bài báo của quê hương Bắc Hồ, công an Nghệ An. Và thưa quý vị, ở trên đầu của trang báo, nếu quý vị có thể đọc được qua màn ảnh, là công an Nghệ An. Dạ vâng. Và kế tiếp là vì sự bình yên trên quê hương Bác. Và bài báo đó như thế này: tin an ninh trật tự,
kẻ giết em trai rồi đâm mẹ bị trọng thương. Vào hồi 20 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2008, Phan Việt Cường sinh năm 1993 là học sinh lớp 9 trường phổ thông cơ sở thị trấn Quỳ Châu, thường trú tại khối 14 thị trấn Quỳ Châu, do bực tức vì bị mẹ đánh đòn nên hắn đã trút cơn giận dữ lên đứa em trai mới 6 tuổi đầu là cháu Phan Khánh Thoại. Phan Việt Cường thì thưa quý vị sinh năm 93, tức là năm nay mới có 15 tuổi. 15 tuổi. Cháu Phan Khánh Thoại sinh năm 2002, khi mẹ vắng nhà, Cường đã dùng tay bóp cổ cháu Thoại. Tiếp tục, hắn dùng hai tay nắm cổ áo em trai, đập đầu vào tường nhà. Tiếp đó, hắn dùng tay bịt miệng Thoại và bồng em vào buồng, đẩy xác em xuống gầm giường. Khi thấy em trai chưa chết hẳn, hắn cởi bỏ áo ngoài đang mặc trên người để bịt miệng em, rồi tiếp tục bóp cổ em trai mình cho đến khi chết hẳn, rồi đẩy xác giấu xuống gầm giường. 15 tuổi và ở ngay quê hương của bác. Và đã được giáo dục trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Thì quý vị, về cái chuyện mà trong xã hội có những người làm những công việc xấu hoặc là cái việc mà ác á, thì xã hội nào cũng có. Nhưng mà chúng tôi không thể tưởng tượng được là mới có 15 tuổi thôi. Sinh năm 1993 mới có 15 tuổi. Mà trong cái môi trường xã hội, trong cái môi trường giáo dục như thế nào mà con người lại sống đến đối xử với nhau một cách là tàn bạo như vậy. Mà đối với em của mình, em ruột của mình. Mới có 6 tuổi. Mới có 6 tuổi thôi. Thế còn trong cái đời sống thì thường thường khi mà trẻ con đó không phải là con em của mình mà người ta cũng cảm thấy quý, thấy thương, mà này là em ruột mà lại như vậy, thì điều này nó phản ánh một điều rằng là cái nền giáo dục của xã hội chủ nghĩa nó tồi tệ đến như thế nào. Chúng tôi, thưa quý vị, nghe tin này thì rất là đau buồn, và chúng tôi lo sợ cho cái thế hệ tương lai của đất nước Việt Nam. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi xin phép được tạm ngưng phần 1 và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại cùng quý vị qua phần 2 của chương trình Đọc Báo Vẹn tuần này. Và Nguyên Khôi đã đọc cho quý vị phần đầu của cái bài trên báo Công an Nghệ An về cái tin kẻ giết em trai rồi đâm mẹ bị trọng thương. Vừa rồi là cái cảnh mà Phan Việt Cường mới có 15 tuổi giết em trai của mình một cách rất là tàn bạo, một cách rất là dã man, không còn tính người nữa, thưa quý vị. Câu chuyện không chấm dứt ở đó, phần 2 xin mời quý vị theo dõi tiếp. Khi chị Nguyễn Thị Khánh Vân là mẹ của Cường về đến cửa nhà, hắn thủ sẵn con dao trong người và đứng ở phía sau đâm một nhát vào vùng cổ bên trái của chị. Khi mẹ quay lại, Cường tiếp tục đâm một nhát vào cằm phía bên phải. Thấy mẹ bị trọng thương, Cường dìu mẹ vào nhà. Chị Vân hỏi Cường em đâu, hắn trả lời đã bị mình giết chết và đưa mẹ vào nơi giấu xác em. Sau đó hắn đóng cửa tắt điện. Khi thấy có người vào nhà mình, Cường sẽ bị lộ nên yêu cầu mẹ không được lên tiếng và không được báo với công an, nếu không sẽ bị giết chết. Chị Vân bảo Cường nên đi ra cửa sau để trốn thoát thân, còn chị nhờ người đưa đi cấp cứu. Câu chuyện có thể nói là nếu mà tất cả mọi người biết được, nghe được câu chuyện này thì không còn một cái lời bình nào nữa cả, thưa quý vị. Chỉ còn cái tiếng thở dài não nuột mà quý vị có thể nghe được từ Hoàng Tuấn và là chính quý vị mà thôi. Những cái chuyện nó quá đau buồn như thế này xảy ra trên đất nước của chúng ta, trên quê hương của chúng ta, và ngay tại cái tỉnh Nghệ An, nơi mà những người cộng sản ở trong nước cứ tự hào là quê hương của bác, vì xem, sự bình yên trên quê hương của bác. Xem như là thánh địa đó. Dạ vâng. Thưa quý vị, đó là cái hậu quả của cái việc giáo dục, của cả một hệ thống giáo dục mà không chú trọng đến nhân lễ nghĩa trí tín mà trong lần trước chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị, bây giờ người ta mới bắt đầu nhắc tới. Bởi vì quý vị thấy từ nhỏ đến lớn người ta chỉ dạy cho các em là lòng căm thù thôi. Yeah. Trong thời kỳ chiến tranh thì sau năm 75 rồi đó, vẫn còn dạy là trâu cũng đánh Mỹ, rồi ông cũng đánh Mỹ, rồi những cái tấm gương như là Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, rồi Phan Đình Giót, đại khái là như vậy. Thì không có dạy cho các em cái lòng thương người, thì đó là cái hậu quả của cả một cái hệ thống giáo dục. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng có một bản tin về giáo dục như thế này. Ông phó thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, ông nói như thế này: đau xót khi nhiều học sinh bỏ học. Đó là một câu nói của ông ấy như vậy, mà chúng tôi không biết là ông ấy có xót hay không. Ngày 11 tháng 3 thì Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng
Tình trạng trẻ em ồ ạt bỏ học chủ yếu là do thiếu chăm sóc, phối hợp của các địa phương. Năm nay Bộ sẽ giao cho địa phương quyết định thời điểm khai giảng và kết thúc năm học để các tỉnh miền núi nghỉ đông dài hơn. Và trong con số báo cáo là như thế này. Xin lỗi khoan Hoàng Tuấn, cho mình ngắt lời Hoàng Tuấn một chút xíu. Tức là cuối cùng á thì lỗi vẫn là lỗi ở địa phương. Đây, còn Bộ với lại Phủ với lại Thủ tướng với lại Bộ trưởng, Phó Thủ tướng với lại Thứ trưởng không phải chịu trách nhiệm gì hết. Thì đương nhiên là phải đổ cho cấp nhỏ, cấp lớn là đâu có bây giờ mà nhận học tội. Học sinh như vậy mà Bộ trưởng Giáo dục phải nhận lỗi ngay chứ là sao lại đổ cho người khác. Theo ông Nhân nè, việc học sinh bỏ học là điều đau xót. Nhưng để đánh giá hiện tượng này đang được cải thiện hay là xấu đi thì cần phải có số liệu thực tế. Ví dụ như năm 2003-2004 cả nước có 580.000 em bỏ học. Năm học 2005-2006 con số này là 600.000. Và ông nói như thế này. 600.000. Dạ, 600.000 em. Ông nói như thế này chúng tôi mới thấy là tức cười nè. Học kỳ 1 năm học này có trên 100.000 em bỏ học thì chúng ta cũng chưa đủ thông tin để đánh giá tình trạng này xấu đi hay tốt hơn. Cái chuyện mà 100.000 học sinh bỏ học mà ông nói như vậy. Không biết là không có con số để có thể biết là nó xấu hơn, xấu đi hay tốt hơn. Tôi cho rằng về tổng thể thì tốt hơn bởi qua một năm thực hiện 2.0. Năm học này ngành chỉ đạo các trường làm tương đối quyết liệt bồi dưỡng học sinh yếu kém ngay từ đầu năm học. Ông nói. Thưa quý vị, trong này là không gì ạ? Không thấy nó không trong gì. Trong chỉ nói 2.0 thôi. Trong này cũng có một số những số liệu đại khái là ông ấy cũng cải chày cải cối là cái con số học sinh bỏ học nó ít đi, tức là tình hình nó tốt hơn. Nhưng chúng tôi mới nhớ, quý vị cũng nhớ là cũng biết là trong thời gian của năm ngoái đó, người ta đưa cái quyển nhật ký của Đặng Thùy Trâm ra để mà tuyên truyền. Và Hoàng Tuấn có đọc trong đó có một đoạn, lúc cô Đặng Thùy Trâm hoạt động ở Quảng Ngãi, thì cô có đề cập tới một cậu học sinh nhỏ, một cậu thiếu niên, xin lỗi quý vị không phải học sinh, ở Quảng Ngãi. Và trong đó Đặng Thị Trâm có nói như thế này: rất tiếc là em sống dưới vùng bị chiếm đóng. Nếu như em sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, em sẽ là một học sinh giỏi và sẽ phục vụ được cho đất nước, cho tổ quốc. Thưa quý vị, và người ta dùng cái quyển nhật ký đó để làm một cái phương tiện tuyên truyền. Thì bây giờ quý vị nhận thấy, sau 33 năm gọi là giải phóng đất nước và để làm cho đất nước tốt đẹp hơn mà học sinh bỏ học đến mức độ như vậy, mà 100.000 học sinh trong học kỳ 1 mà ông còn nói rằng là cái này chưa có thể đánh giá được tốt hay là xấu. Thì chúng tôi cũng hiểu là ở xứ Mỹ mà lôi thôi một cái đó là người ta cách chức những người có trách nhiệm liền hoặc là phải tự chức. Cho nên là, và thưa quý vị, qua cái bài này thì chúng tôi mới có một cái chuyện như thế này muốn thưa với quý vị. Tất cả các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đó thì luôn luôn trong cái lý lịch đó anh, trong cái quá trình đó, đấu tranh cách mạng đó, thì là nhiều đề là hồi nhỏ là gian khổ rồi đi học trường này trường kia hay là đi làm như thế này thế khác, phải không? Nhưng mà có một phần lớn các cán bộ lãnh đạo cao cấp đó, thì trong cái lý lịch đó là một điều rất tốt cho các học sinh phải noi theo, là không bao giờ các đồng chí lãnh đạo cao cấp bỏ học. Anh biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì các đồng chí không có đi học. Không đi học thì làm sao mà bỏ học được. Cho nên là chúng tôi cũng hiểu tại sao có những người lại mang con em ở Mỹ này về Việt Nam để đi học. Và báo kế tiếp là báo Bình Định triệt phá đường dây môi giới mại dâm trẻ em. Cái chuyện mại dâm trẻ em thì ở Việt Nam nó xảy ra kinh hoàng khắp nơi rồi. Chắc không có ai còn ngạc nhiên về những cái bài báo như thế này. Cái điều sự khác biệt là, thưa quý vị, những người chủ mưu cũng lại là những người còn rất trẻ. Nói một cách khác, cũng có thể là còn là trẻ em. Lúc 9 giờ ngày 8 tháng 3, lại có ngày phụ nữ nữa anh ạ. Cái ngày này có bộ... Nhiều chuyện. Cái ngày này nhiều chuyện quá. Tại nhà trọ Phương Hằng, khu vực Phú Tài thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Công an thành phố Quy Nhơn thực hiện lệnh bắt đối với Lê Thị Mỹ Loan, 17 tuổi, ở thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, Quy Nhơn, và Nguyễn Văn Từ, 18 tuổi, ở Ninh Thuận, về tội môi giới mại dâm. Hai đối tượng này đến nhà trọ Phương Hằng để thực hiện việc môi giới bán trinh một em gái. Mới có 17 với 18 thôi. Là chủ mưu rồi. Là tú bà rồi. Là cái, mại dâm sinh rồi. Vậy đó là đỉnh cao trí tuệ đó. Vâng, thưa quý vị, quá kinh hãi. Những cái chuyện như thế này nó xảy ra mà. Thưa quý vị, không phải chỉ xảy ra ở Hà Nội, đông người, ở Sài Gòn, đông người, cái chỗ phố phồn hoa đô hội.
nó xảy ra ở một tỉnh như là tỉnh Quy Nhơn, một tỉnh mà có thể nói là về cái truyền thống gia đình nó rất là vững chắc và cái truyền thống đạo đức nó rất là cao. Cái sinh hoạt cũng rất là hiền. Trầm lắng. Dạ, bởi vì có Hoàng Tuấn có quen biết một số người, người ta nói là ở Việt Nam mà đi đến thành phố Quy Nhơn đó, yeah, thì cái sinh hoạt nó hiền lắm. Yeah. Mà là người ta không có bon chen, không có xô bồ, nhưng mà cho tới thời điểm này thì nó lại xảy ra những cái chuyện như vậy. À, chúng tôi có một bài báo của An ninh Thủ đô, nhưng mà Thủ đô thì lại không có an ninh. Hiện tượng taxi bay, taxi mà bay nhé, cơ quan quản lý lúng túng. Những ngày gần đây, thưa quý vị, trong bài báo có một cái đoạn đầu như thế này. An ninh Thủ đô đã có bài viết họa taxi bay, phản ánh hiện tượng một bộ phận không nhỏ dân chơi hàng đêm sau khi rời các vũ trường, quán bar đã thuê taxi chạy lòng vòng trong nội thành hoặc là ra ngoại tỉnh, sử dụng thuốc lắc ngay trên xe. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tượng này đang diễn ra phổ biến đến mức như một thứ mốt. Song các cơ quan chức năng thì lại có phần lúng túng trong việc tìm ra giải pháp phát hiện và ngăn chặn. Nên chúng tôi không biết chuyện như thế này thì các cơ quan lúng túng. Yeah. Nhưng còn cái những cái chuyện mà người ta ở hải ngoại về, mới về tới nơi là công an mời là báo là bị là những người này là những người khủng bố. Mà là chả có không có vũ khí là buộc tội khủng bố. Rồi. Trong những ngày gần đây, chúng tôi tức là phóng viên của báo đó đã tiếp xúc với lái xe taxi của nhiều hãng hoạt động trên địa bàn thành phố, từ những hãng có thâm niên như Mai Linh, Vạn Xuân đến các hãng mới thành lập như Taxi Việt Nam, Taxi Long Biên, Taxi Phù Đổng, vân vân. Hầu hết họ đều không bất ngờ, thậm chí còn kể vanh vách về cách ăn chơi mới này của một bộ phận thanh niên hư hỏng. Chắc chắn là trong bộ phận thanh niên này thế nào cũng có những người sẽ là kế thừa sự nghiệp cách mạng. Có dạng chủ động tụ tập cả nhóm thuê taxi rồi cắn thuốc trên xe. Cũng có dân chơi sau khi đã bay trên sàn, đến giờ đóng cửa, trạng thái phê chưa hết nên gọi taxi chạy lòng vòng trong phố để xả thuốc. Thường thường vào những ngày cuối tuần, hoạt động bay taxi trên phố, taxi bay thì phổ biến hơn. Nhiều dân chơi không tiếc tiền thuê taxi, bay từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, Hải Phòng, tìm bãi đáp, mua thuốc rồi tiếp tục lắc. Và trong này có nói thêm là những tay chơi này có xe riêng, có xe hơi riêng, rất là bảnh chọe, rất là sang, nhưng mà vẫn mướn taxi. Chứ an toàn hơn. Bởi vì đi cái kia thì nó nguy hiểm hơn. Yeah. Và thưa quý vị, ngay tại thủ đô Hà Nội mà lại có cái chuyện như thế này. Nhưng mà chắc cũng phải qua đường cháu cha mới có tiền ăn chơi kinh hoàng như thế này chứ phải. Ở trong này là vẫn lách pháp luật được như thường. Như ghi nhận của chúng tôi, phổ biến và dễ dãi nhất phục vụ dân bay là dòng taxi cổ phần. Trước đây taxi cổ phần hoạt động theo hình thức góp xe thuê thương hiệu, có nghĩa là một cá nhân có ô tô muốn làm nghề taxi thỏa thuận xin vào một tổ chức đứng ra thành lập đăng ký thương hiệu taxi, ô tô vẫn mang tên của cá nhân và hàng tháng người này phải nộp tiền để thuê thương hiệu. Nói chung là những cơ quan chức năng vẫn còn lúng túng. Lúng túng là cái điều rất là dễ hiểu, bởi vì đa số là con ông cháu cha, đâu có dám đụng tới. Cái đó là cái khó này. Nhưng đó, cái việc mà xe taxi bay thì chúng tôi mới nhớ cái chuyện như thế này. Cũng có một du học sinh đi du học ở bên Việt Nam sang Mỹ, cũng thuộc dạng con ông cháu cha, ở xuất phát từ Hà Nội. Thì sang bên này đi, ở nước Mỹ thì có nhiều nước người ta đi du học vô Mỹ. Thì hôm đó là một cái buổi trưa, thì có anh du học sinh này, có một anh là ở bên Nhật sang du học, anh bên Đức. Thì bên Nhật anh mới nói như thế này: ở bên Nhật bây giờ xe cổ, xe Honda đó, hãng Honda đó, người ta xe tân tiến lắm. Tất cả quý vị đã thấy, các bạn đã thấy là xe có bản đồ đó. Khi mình đánh cái bản đồ vô thì xe nó sẽ hướng dẫn là trái, phải, hay là còn bao lâu nữa tới. Nhưng mà sau này thì tất cả các xe đều phải có cái hệ thống đó, nó yêu cầu chung. Thì cái anh bên Đức anh nói, cũng chưa sao đâu, không có nhầm gì đâu. Ở cái hãng Mercedes trong nước gọi là xe Mercedes đó, người ta cũng làm cái bộ phận như vậy, nhưng mà người ta có thể là làm một cái chương trình trước trong computer, lập trình trước là đánh là 5-3 cái địa chỉ, đánh 5-3 cái địa chỉ xong rồi mới bỏ vô trong, như trong xe nó có một cái bộ phận giống như vi tính đó, bỏ vô bấm cái thẻ nhớ vào địa chỉ số 1 thì nó sẽ hướng dẫn địa chỉ số 2, đại khái như vậy thì nó văn minh hơn. Thì tới anh du sinh, ôi cái chuyện này thì nó vớ vẩn. Ngay Hà Nội đấy, ở Hà Nội đấy, bây giờ các ông chỉ cần nhảy lên xe, đọc cái số nhà, nằm ngủ một giấc, xe nó tự động nó chạy lên nhà.
con kia nó ồ ngạc nhiên quá, không biết là cái hiểu xe một xưa đi hiểu xe Honda mà cũng thua hiểu xe này. Ồ chưa nghe ở Hà Nội nữa, Hà Nội là một nước nghe mà. Rồi anh có thể cho biết là cái hiểu xe gì mà tân tiến đến như vậy, chúng tôi chưa hề biết nữa. Đấy là hiệu taxi. Tại vì các bố chuyên nói khoác, nó khoác từ bố chúng con nên nó rất là gớm. Mai mốt tôi cứ kiếm xe hiệu taxi tôi mua vào gà, tôi phải lái vào gà. Thưa quý vị, xe taxi đã đến bến. Để chúng tôi, Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi, xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị.